Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP Long An tổ chức lễ khánh thành tuyến ống cấp nước từ Bến Lức đến Cảng Quốc tế Long An. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Minh Lâm đến dự. Tổng chiều dài tuyến ống cấp nước sạch từ Bến Lức đến Cảng Quốc tế Long An là 36,9 km, vốn đầu tư là 180 tỷ đồng, sẽ đưa nước sạch đến hơn 17.000 hộ dân các xã Long Phụng, Phước Vĩnh Tây, Đông Thành, Tân Tập và Phước Vĩnh Đông của huyện Cần Giuộc. Bên cạnh đó, tuyến ống cấp nước bảo đảm nước phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp tại khu cụm công nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn hai huyện Cần Đước và Cần Giuộc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Minh Lâm đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị thi công tuyến ống, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP Long An tổ chức quản lý, vận hành nhà máy an toàn, phát huy hết công suất thiết kế, cung cấp nước sạch, đảm bảo chất lượng, giảm tối đa chi phí để có giá thành hợp lý nhất cho người dân và doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc ra soát và tiếp nhận nguồn nước sạch từ đường ống của Công ty DNP Long An đã đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển nguồn nước sạch tới các khu vực còn khó khăn về nguồn nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.